Em Bình, ô tô cũ Hà Nội xin được kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2021. Em xin trân trọng giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Hyundai i10. Đây là phiên bản sedan 2 đầu 1.2 số tự động, tên tư nhân biển tỉnh. Xe đã em đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá. Nên là bác nào nếu như bác nào mà mua thì chúng ta về chỉ mất phí sang tên nữa thôi. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người là như thế này ạ. Chiếc xe này em sẽ chào bán với giá là 355 triệu. Giá trên em sẽ bao vận chuyển toàn quốc, bao rút hồ sơ. Và còn về chất lượng xe thì em luôn luôn cam kết và nhấn mạnh cho các bác, xe hoàn toàn là không đâm đụng và không ngập nước mọi người nhá. Có nghĩa là cái chất lượng xe ấy, thì mọi người với cái mùa dịch như này thì mọi người cũng được biết rằng là chúng ta nên ưu tiên là mua xe online. Đó, thế nên là em phải nói rõ ràng về vấn đề chất lượng để cho các bác chúng ta hiểu rõ hơn. Để cho các bác chúng ta hiểu rõ hơn về cái chất lượng xe này. Thì em xin nhắc lại với mọi người, đây là chiếc xe i10 2018 mọi người nhá. Xe cực kỳ là đẹp, xe chạy hơn 3 vạn, tên tư nhân, biển tỉnh, xe em đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi ạ. Em quay sơ bộ thôi, em chỉ quay qua những cái chính, còn keo chỉ, cột kèo với lại máy số thì các bác hoàn toàn yên tâm mọi người nhá. Giá trên em bao ship toàn quốc cho mọi người. Nhận xe mà xe bị lỗi hay là không đúng như mô tả thì các bác cứ quay đầu cho em ạ. Mọi người thì em quay qua nội thất cho mọi người xem nhá. Để mọi người nhìn vô lăng này. Xe chạy 3.6 vạn, máy 1.2 số tự động mọi người nhá, 2018. Sedan 2 đầu. Ghế này. Đây là ghế mọi người nhá. Ghế phụ này. Đương nhiên là trần nỉ phải nguyên bản theo xe rồi, xe hoàn toàn là không kinh doanh dịch vụ mọi người nhá. Ni lông này mọi người nhìn, ni lông đây này. Ni lông ở cột còn chưa bóc hết này. Đó, các bác có thể nhìn thấy đây. Quay chi tiết luôn cho mọi người xem luôn ạ. Số tự động này. Vô lăng này. Chiếc xe này thì đã được độ cái chrome chống xước. Mọi thứ đây. Nói chung bác nào mà thiện chí muốn mua cái xe này ấy, thì alo trực tiếp cho em. Sau đó em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mọi người nhá. Có thể chúng ta sẽ chốt từ xa cũng được, bởi vì cái chất lượng xe này nó khá là mới. Các bác xuống xem xe thì đương nhiên nó cũng là như vậy thôi, bởi vì dịch bệnh như này cũng khuyên các bác là không nên đi lại nhiều mọi người nhá. Với em là bán hàng rất không nhận mình là quá uy tín, nhưng mà em nghĩ mình là một người đủ uy tín để có thể mang đến một chiếc xe đẹp đến tay khách hàng. Xe có camera lùi đây mọi người nhá. Cốp điện được là điều đương nhiên rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Mới mà mọi người, 2018. Thứ nhất nó là đã là đời 2018 thì còn khá là đời, là khá là cao. Thứ hai là chất lượng xe này hoàn toàn là không có kinh doanh dịch vụ. Nên là nó còn rất là tươi xe mọi người. Mọi người nhìn, có thể nhìn những cái ghế, từ những cái ghế hay là từ những cái tắp ly cửa này. Còn cái vấn đề keo chỉ cột kèo này thì các bác yên tâm mọi người nhá. Chỉ nói nhẹ với mọi người, nhắc nhẹ mọi người như vậy, nhấn mạnh mọi người như vậy đó. Đây là nội thất của chiếc xe này. i10 2018 sedan, 355 triệu giá trên, bao vận chuyển toàn quốc mọi người nhá. Xe rút hồ sơ cầm tay rồi. Đó, đầu xe này ạ. Em mở cái nắp capo cho mọi người xem nghe nhá. Máy 1.2. Máy em đã cho dọn rửa qua rồi nên là nó rất là sạch đẹp mọi người ạ. Thực ra là cái vấn đề dọn rửa ấy thì cũng xin chia sẻ với mọi người, đó là khi mà đã dọn lên như thế này rồi thì các bác càng tốt thì sao mọi người, càng tốt, chúng ta về chúng ta cứ vậy là sử dụng cho mọi người nhá. Rồi, em xin nhắc lại với mọi người, đây là chiếc xe i10 2018, 355 triệu giá trên, bao rút hồ sơ toàn quốc, bao vận chuyển toàn quốc mọi người nhá. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0968 831 280. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ.